Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi... Gọi ngay Mango Tours 866-435-9746 để có vé máy bay giá ưu đãi đến Việt Nam. Công ty chuyển tiền Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy. 888-880-8345. Người già công ty vẫn được quốc tịch Mỹ, văn phòng quốc tịch Mỹ 714-595-1841. Hoàng Trọng Thủy trở lại với tất cả quý khán thính giả từ cà phê sáng sang thời sự thế giới của ngày thứ Sáu hôm nay. Chúc quý vị một cuối tuần thật nhiều niềm vui, thời tiết đi chơi đi vui không Thủy? Lý tưởng. Chắc cũng lý tưởng thôi quý vị, đừng có đi mà sáng sớm quá, sáng sớm sương mù dày đặc, không có thấy đường lái xe nữa. Nhưng mà đến trưa đó thì thấy là từ hôm nay trở đi coi như là trời mát mẻ hẳn, trung bình chỉ có khoảng 75 cho đến 77 độ là cao thôi quý vị. Nhưng mà thấy họ dự báo là bắt đầu từ Chủ nhật trở đi đó, thấy gió lớn hơn và bắt đầu chắc sẽ có những cái cơn mưa nhẹ nhẹ, mùa chuẩn bị qua mùa đông rồi thì cũng bắt đầu mùa mưa. Cho nên là mấy ngày gần đây đó quý vị đi đâu ra đường thì buổi chiều tối nhớ cầm theo cây dù. Và sáng ngày hôm nay, McDonald's tiếp tục đương đầu và có thể sẽ xảy ra các vụ kiện liên quan tới E. coli. Và tin breaking news, CDC vừa tuyên bố 75 người bị bệnh. Ngày hôm qua, con số là 49 người từ 10 tiểu bang và 1 người chết vì ăn phải hành trong quarter pounders. Nhưng mà không những quarter pounders mà có thể là hành rất nhiều các hamburgers, không những của McDonald's mà nhiều công ty bán thức ăn nhanh khác. Và đây là trang trại hành tây ở Salinas, thưa quý vị, California, một nơi rất đẹp. Quý vị đi Fresno, Bakersfield trở lên sẽ đến Salinas. Đây cũng là nơi có tỏi, trang trại lớn của California, từ công ty mang tên là Taylor Farms, công ty lớn. Taylor nổi tiếng lắm. Và họ cung cấp hành tây cho cả nước Mỹ luôn, chứ không phải chỉ có California. California cung cấp rất nhiều các sản phẩm nông nghiệp, bao gồm hạnh nhân, nhiều thứ khác nữa. Và hành tây được chuyển đến nơi. Tuy nhiên, có bản tin mà chúng tôi ghi nhận vào sáng ngày hôm nay đó, thì chính công ty Taylor Farms ngay lập tức khi mà họ được tin này đó, là họ ngừng cái tiến trình mà chở hành tây đi, chuyển đi các nơi, ngừng hết tất cả, không đóng gói. Và họ bắt đầu lấy các sản phẩm này, bởi vì các khuyến cáo của CDC đưa ra ngay từ những ngày đầu. Họ lấy các mẫu và họ thử nghiệm. Hôm nay Taylor Farm tuyên bố họ không tìm thấy bất cứ một E. coli nào trong các sản phẩm hành của họ cả. Đây là một điểm đáng chú ý thưa quý vị. Có hai loại hành mà Taylor Farm cung cấp cho McDonald's và các công ty khác, mà bao gồm là Burger King, Taco Bell, Pizza Hut, KFC. Tất cả các thức ăn nhanh, hành tây là phải có trong nguyên liệu của các sản phẩm này. Và điểm đáng chú ý là Salinas, Taylor Farm tuyên bố họ không tìm thấy E. coli. Thế thì nó có thể đến từ đâu? Có thể đến từ Colorado. Bởi vì hành tây được chuyển đến là nguyên quả. Và sau đó khi tới, họ phân phối đi rất là nhiều nơi, trong đó tiểu bang Colorado. Thì khi tới nơi đó thì cũng là một nơi cung cấp hành tây Thái. Và Thái hạt lựu đó thưa quý vị. Bởi vì quý vị đi ăn vào trong hamburger, quý vị sẽ thấy đa số hành tây. Có loại hamburger thì chẳng hạn như là In and Out đó, thì họ có nguyên một cái mảng hành tây. In and Out thì lấy cái sản phẩm từ nơi khác, thì Thái mỏng. Thì cái vấn đề chính hiện nay cuộc điều tra đang tìm hiểu xem cũng khó phải không ạ? Bởi vì mặc dầu là có tới cả 100 người bị nhiễm bệnh, nhưng mà vấn đề chính hiện nay đó là họ muốn tìm hiểu hành tây đến từ tiệm McDonald's hay đến từ Colorado. Bởi vì Taylor Farm đã thử nghiệm mà không thấy E. coli. Thì như vậy hành tây đến cái trang trại ở Colorado, từ đó họ nghĩa là rửa hành tây rồi trong tiến trình đó có thể bị nhiễm, hay là nhiễm từ Salinas, bởi vì Salinas thì Taylor Farm họ nói họ thử hết rất nhiều các sản phẩm này và không tìm thấy. Và ngay cả các máy móc được giữ bảo trì rất là sạch sẽ. Và Taylor Farm ngày hôm nay khẳng định là họ chưa bao giờ có E. coli trong hành tây, ever, chưa bao giờ. Thế thì bắt đầu họ phải quay đến Colorado. McDonald's nói rằng là ở hành tây từ Colorado đi vào, thì Colorado nói là chúng tôi nhập hành tây từ Salinas của California. Thì cái vấn đề chính hiện nay là như thế nào? Nhưng mà bây giờ thì một người tử vong, bây giờ con số người bị bệnh lên tới 75 người. Công trái phiếu ngày hôm nay thưa quý vị thì vẫn ở mức cao 4,208%. Thị trường thì sáng nay Dow Jones thì có một màu xanh, nhưng mà bây giờ chỉ có đâu nửa tiếng đồng hồ qua thì xuống màu đỏ trở lại, xuống 38. Bây giờ có thể là chập trùng trong ngày hôm nay, chưa biết được lúc đóng cửa có thể màu xanh hay không. Ngược lại thì Nasdaq tăng 223 điểm. Tất cả các cổ phiếu liên quan đến ngành công nghệ cao hôm nay tăng hết. S&P 500 cũng lên được 30. Có nhiều cái tình tiết hiện nay đang diễn ra liên quan tới những tín hiệu mà họ nói rằng conflicting, tín hiệu rất là mâu thuẫn, khiến cho giới đầu tư cũng bị mâu thuẫn theo. Họ không biết mua bán ngày hôm nay như thế nào. Đó là lý do Dow Jones thì xuống mà Nasdaq lại lên rất là mạnh. Dầu lên 1 đồng 22 cent, 71 đồng 41 cent một thùng. Vàng lên được tiếp tục 4 đồng 8, 2.753 đồng 70 cent một troy ounce. Thưa quý vị, cái vụ án mà cậu thiếu niên 15 tuổi bắn chết cha mẹ và ba em ở tại ngoại ô Seattle đó, thì bây giờ cảnh sát đã có được lời khai của chính hung thủ và cái cô em gái 11 tuổi mà sống sót đó, cho nên bây giờ có thể nói cảnh sát đã có hầu như gần như toàn bộ cái bức tranh lý do vì sao và kể cả cái kế hoạch mà cái tay hung thủ 15 tuổi này muốn dựng lên nếu như thành công giết chết được cả nhà. Thì thưa quý vị, cái bé gái 11 tuổi đó, bây giờ cái lời khai của em này như thế này, đó là tối ngày hôm đó em đã vào phòng ngủ chung, em ngủ chung với một em gái nữa nhỏ tuổi hơn, nhưng mà phía cảnh sát không cho biết cái bé gái nhỏ tuổi hơn bao nhiêu tuổi. Thì tự dưng bé gái 11 tuổi đó giật mình tỉnh dậy bởi vì nghe những cái tiếng súng nổ, nhưng mà tại vì còn quá nhỏ cho nên là lúc đó vẫn không biết cái chuyện gì đang xảy ra hết. Thì đùng một cái, người anh trai cũng chính là hung thủ 15 tuổi đó xông vào phòng của em và ngay lập tức nổ súng bắn vào em 11 tuổi, bắn trúng tay và cái cổ thưa quý vị. Và ngay lập tức quay sang em gái nhỏ hơn đang nằm ở cái giường kế bên đó và cũng bắn liên tục như vậy. Thì chắc lúc mà bị bắn đó, cái em 11 tuổi nằm vật xuống và với lại thấy nhỏ tuổi quá cho nên thế là hung thủ mới bước ra ngoài. Thì em gái 11 tuổi đó chắc sau đó đi theo ra, thì em nhìn thấy được những cái cảnh đó là hung thủ cúi xuống kiểm tra cha mẹ và những cái đứa em trai khác, lờ tay ngay cổ đó để xem thật sự là mấy người đó có chết hay không. Có thể là tại vì cha mẹ là người lớn cho nên hung thủ phải bảo đảm là cha mẹ chết. Thì lúc đó cái thấy hung thủ đứng lên thì em gái 11 tuổi sợ là hung thủ quay lại vào cái phòng và thật sự quay lại thưa quý vị. Thì em gái 11 tuổi lại tiếp tục nằm vật xuống giả vờ chết. Thì hung thủ bước vào cái phòng, nhưng mà có thể là tại vì hai em gái này là nhỏ tuổi nhất ở trong nhà mà là con gái nữa, cho nên y cứ đinh ninh là hai bé gái này đã chết rồi, cho nên y lại không kiểm tra giống như là kiểm tra thi thể của cha mẹ mà chỉ đứng nhìn. Thì cái em bé nhỏ hơn thật sự đã chết rồi, còn cái em 11 tuổi cứ nằm yên như vậy. Mà may làm sao đó, y tưởng là cả hai đều đã chết cho nên y đi ra ngoài. Thì sau đó em gái 11 tuổi mới nói là em mới chui ra khỏi từ cửa sổ phòng ngủ và chạy một mạch sang nhà hàng xóm để nhờ hàng xóm gọi cầu cứu cảnh sát. Thì trong lúc mà em đang chạy như vậy đó, thì bây giờ phía cảnh sát họ có cái lời khai của chính hung thủ. Thì hung thủ trong cái lúc này lại chính y cũng gọi cho cảnh sát nữa thưa quý vị. Và cái cú điện thoại đầu tiên mà cảnh sát nhận được là do chính hung thủ gọi. hung thủ nói với cảnh sát là y là người sống sót cuối cùng trong nhà và người bắn là cậu em trai Benjamin 13 tuổi. Chúng tôi không có hình của Benjamin thưa quý vị. Thì cảnh sát mới nói là vốn dĩ hung thủ dàn dựng ra đó là Benjamin 13 tuổi tức giận vì bị cha mẹ phát hiện là xem phim khiêu dâm, cho nên là mới đi lấy cây súng của người cha bắn hết cả nhà và sau đó tự sát. Và hung thủ bởi vì lớn tuổi nhất, nhanh trí trong nhà cho nên trốn vào một góc, Benjamin tìm không được, cho nên cuối cùng hung thủ sẽ là người sống sót. Đó là kế hoạch của y thưa quý vị. Chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục phần tin tức này. Tin tưởng người bạn nên là em tới đây và em rất là hài lòng về cái phục vụ cũng như là cái văn phòng mới của mình. Và thế cho nên là cũng giới thiệu đến mọi người là nếu như có nhu cầu về răng thì hãy liên hệ tới văn phòng. Đúng vậy, Brexit Implant Dental ngay trên đường Bosa phục vụ mọi nhu cầu nha khoa với các bác sĩ nhiệt tình, nhẹ nhàng, tận tâm, phòng lab ngay tại chỗ, giúp trồng răng, cấy răng, làm răng giả, răng sứ nhanh chóng thuận lợi để phục vụ từng bệnh nhân thật chu đáo. Xin vui lòng gọi lấy hẹn 949-629-0103. Wild Crab, nhà hàng dành cho gia đình đậm đà truyền thống quê hương với cá kèo kho, canh chua mồng tơi, thịt kho quẹt, gà ủ rơm, đặc biệt có cơm niêu hay crawfish cùng hải sản tươi nhập từ Louisiana với hương vị đặc trưng, mac and cheese và các món trẻ em yêu thích. Wild Crab, nơi ký ức Việt Nam kết hợp ẩm thực Mỹ trên bàn ăn của cả gia đình cho mọi lứa tuổi. Hãy đến và trải nghiệm hương vị kỷ niệm đậm đà khó quên. Wild Crab, góc đường Westminster và Euclid, số điện thoại 657-210-4809.